Các đạo hữu có thấy là các đạo hữu như mình có dạng người không ạ? Tinh thần Phật đản muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đúng rồi, các đạo hữu đứng lui lại phía sau một chút đi để đạo hữu nam đứng lên cao. Đúng rồi, đúng rồi. Lui lại, lui lại. Ôi giời, thật ra là đúng rồi. Các đạo Phật tử nhà chúng ta bây giờ mới là phát huy cái sức bảo về trí khôn đấy. Rồi. Được rồi nha. Các đạo hữu hãy nhìn đây. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Tinh thần Phật đản muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đại chúng lần lượt dâng đăng lên lễ đài cúng dường Đức Thế Tôn.